Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Suzuki ZX-S 150 và ZX-R 150 ABS 2009 với một cái diện mạo mới đậm chất thể thao. Các chiếc ZX-S 150 và R 110 là hai cái mẫu Nuker Bike và Sport Bike từ nhà Suzuki. Mới đây ở thị trường Đài Loan, Suzuki ZX-S 150 và R110 ABS có ra mắt một phiên bản mới với một cái diện mạo thể thao cùng với những thay đổi một số chi tiết đáp ứng kỳ vọng từ khách hàng về cái mẫu xe hiện đại này. Và giá của chiếc Suzuki ZX-S 110 và ZX-R 110 2009 thời mới có mức giá lượt rơi dịch khoảng 118.000 nhân đài tệ, tương ứng là 88.300.000 đồng Nam, và 128.000 nhân đại tệ, tương ứng khoảng là 95.700.000 đồng Nam. Suzuki ZX-S 150 và R 150 2009 là một cái dòng xe con tài thể thao có cái sức mạnh động cơ và khả năng tăng tốc khá nhất trong một khúc 150cc. Mẫu xe này mang thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe lớn thuộc gia đình ZX với kiểu dáng tròn trịa đúng chất nhà Suzuki. Bình xăng cỡ lớn phía trước, miếng ốp góc cạnh tạo một cảm giác liền mạch ôm gọn thân xe. Phía sau thiết kế ngồi riêng biệt, đuôi xe vẫn cao như những mẫu phần khối lớn. Hai cái mẫu xe này mang một những gam màu mới vô cùng bắt mắt với những cái màu sắc xanh nước biển pha trên cái nền trắng. Phiên bản còn lại mà màu vàng pha trên cái nền đen bóng. Cái sự kết hợp này đã giúp cho chiếc xe trở nên nổi bật hơn, đi cùng những trang bị mới khiến em ấy trở nên hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng hiện nay như chìa khóa thông minh Keyless, đồng hồ LCD với background hoàn toàn mới hiển thị cái màu sắc, bình xăng mới, cái công tắc ở bên trái bố trí thêm cái công tắc đá platinum. Cái động cơ của chiếc Suzuki ZX-S 110 và R 110 2009 vẫn không có quá nhiều thay đổi. Cái dạng là DOC 150cc 4 thì làm mát dung dịch phun xăng tử. Cái công suất tối đa 18,9 lực tại vòng tua 10.500 giây phút và một cái mô men xoắn cực đại là 14 m tại vòng tua 9.000 vòng trên phút, kết hợp hộp số còn tài 6 cấp. Bộ đôi này được Suzuki chính thức công bố giá bán ở thị trường Đài Loan với mức giá rơi vào khoảng 118.000 nhân đài tệ, tương ứng là 88.300.000 đồng Nam cho cái bản ZX-S 110 và 128.000 nhân đài tệ, tương ứng 95.700.000 đồng Nam cho cái bản ZX-R 150 2009. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này để kịp tiếp, nhớ like, subscribe.